Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đình Vĩnh Sương. Hôm nay gầm mọi người, gia đình mình đi cúng đình Vĩnh Sương nha. Bây giờ mình gia đình mình đi vô coi đình Vĩnh Sương có gì ha mọi người. Con tao bán đồ nhiều quá mọi người. Ở đây tao bán dép nha. Cúng đình Vĩnh Sương vui lắm mọi người, rằm tháng chạp 15 tháng 12. Rồi qua lại giới thiệu cho mình luôn. Đứng lên đó. Rồi tạo dáng ơi. Tạo dáng lên. Rồi. Lát mua. Đường này đường đi vô đình nha mọi người. Đi bộ vô đình khoảng 200m đó mọi người. Cái này kẹo bông gòn tuổi thơ. Tuổi thơ mọi người ơi. Đấy màu vàng. Đi nắng. Bốn là tao thằng mày. Mày thấy nào cũng bắt vàng. Bây giờ lao lao đó hả? Đây.
tên? Gì trời? Dẫn qua này hả? Bao nhiêu bóng này hả? Vài mét nữa tới đình nè mọi người ơi. Mẹ đâu? Đây rồi. Kìa lắm đó kìa đó. Con gì mà nè, con này nè. Cho quyền hình hả? Em không có mày được mà. Đấy. Đi chúc quá mùa, chúc đảo ra ham mùa. Để bạn hả? Ừ, bạn mình lấy chồng. Ừ. Tới đình nè mọi người ơi. Ở đây cổng cổng bên hông nha mọi người. Đi ra cổng trước. Rồi bây giờ mình đi vô đình mình coi hát chút xíu nha mọi người.
Hai cái đó cái nào cũng là được hả? Bây giờ mình đang chuẩn bị đi về mọi người ơi. Bên nào bên? Bên. Chào ơi. Phát tay ơi. Rồi. Đi đi dài gan chú với ba đi. Rồi mình xin kết thúc video đây mọi người ơi. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã đi xem lễ hội cúng đình ở Vĩnh Thương cùng mình nha. Rồi, xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chưa các bạn.